Ok, chúng ta tiếp tiếp bài số 124 Và các bạn có thể thấy tất cả những cái thành phần thuộc cái ghế sofa này Tôi đã unwrap và gán cho nó sử dụng chung một cái cục vật liệu Và tất cả những cái texture này nó mapping rất là đều Giống hệt nhau Có một điều các bạn cần thực sự lưu ý khi mà chúng ta unwrap Đó là những cái thành phần này Tuyệt đối các bạn không được scale Nếu mà scale co kéo nó to nhỏ khác nhau Thì khi mà sử dụng chung một cái vật liệu gán lên trên một cái đối tượng thì cái texture nó mapping nó sẽ không chuẩn có thể nó to quá có thể nó nhỏ quá so với những cái đối tượng khác còn trường hợp những cái thành phần này nó quá bự chẳng hạn hiếm khi lắm làm nội thất nếu nó bự quá thì các bạn có thể attack tách tất cả những đối tượng này lại rồi relax bình thường scale to nhỏ bình thường cùng to hay cùng nhỏ ngay cả cái chuyện các bạn hoàn toàn có thể đặt cái đối tượng này chồng lên đối tượng khác đâu có sao Hình đúng không? giãn là như này để cho dễ quan sát thôi. Bởi vì cái texture mặc định là nó sẽ trùm lấy cái ô vuông này. Các bạn đặt cái đối tượng này ở đâu cũng được, đâu quan trọng. OK, tôi sẽ chuyển coi gối này. Nó sẽ khó làm hơn một chút. Lý do là cái số lượng lưới trên cái bề mặt đối tượng này nó quá nhiều. Thì thực ra cũng chả khó làm lắm. Để lưới nó vuông. tôi sẽ kích vào convert it to sim ok và bởi vì cái lưới nó quá nhiều mà các bạn kích vào quick peer thì máy tính nó sẽ phải tính toán rất là lâu có thể nó co quắp xoắn xít lại với nhau ngồi đợi mút chỉ luôn tôi ví dụ kích vào đây kích vào đây chọn thằng này nếu để như này mà relax đó thấy cũng giãn đấy nhưng nghe chừng còn lâu lắm Nên là tôi sẽ chuyển qua cách khác Chọn đối tượng này Fill map luôn Ok Commit luôn Sau đó tôi mới relax By Edge Thấy nhanh không Nhanh hơn nhiều chứ Stop Apply Tương tự với cái này Peel map Đừng có kích vào start peel nha Có thể start relax ngay trong cái bảng này cũng được Hoặc là vào đây Ok apply luôn Không có gì đặc biệt Thì mặt trước với mặt sau nó cùng với chất liệu Các bạn có thể để chồng lên nhau Tất nhiên là gối thì chúng ta sẽ gán cái vật liệu khác, không giống như cái phần nệm sofa rồi bởi vì chúng ta peer map nó sẽ khác một chút so với quick peer cái tỷ lệ hình thì chúng ta to hơn nên do đó cái texture mapping lên trên cái vật thể này nó sẽ có cái cảm giác nhỏ đi thì chỉnh sửa nó cũng dễ thôi các bạn có thể scale những cái thành phần này trong cái bảng uv editor hoặc là có thể chọn riêng cái cục vật liệu đó và chúng ta sẽ chỉnh thay linh riêng cho cái gối này nếu muốn những cái texture này nó cùng tỷ lệ với cái phần ghế sofa được chưa rồi các bạn làm tương tự với những cái gối khác nha ok tôi đã Unwrap xong cho những cái gối này tôi sẽ xóa mấy camera đi cho nó đỡ rối đặt thêm một camera khác dí sát lại cái ghế sofa này. đó render thử phát Turbo Smooth Ok rồi Kéo sang đây Tôi sẽ gán cái màu ghi xám này, cho cái ghế sofa bên cạnh để khi chúng ta test vật liệu nó đỡ bị vướng víu về cái mặt thị giác. Tôi quay trở lại cái bài số 123. Các bạn có thể dễ dàng nhận ra cái điều đặc trưng nhất của cái chất liệu vải phô tông đó là nó có những cái sợi lông rất là nhỏ này, li ti li ti dày đặc trên cái bề mặt tấm vải. Và chính những cái sợi lông này nó sẽ hấp thụ ánh sáng, tán xạ ánh sáng khi nhìn trực diện thì chúng ta thấy rõ cái sớ vải chúng ta cái tông màu như thế nào nhưng khi mà nhìn nghiêng ấy, thì ngay lập tức những cái sợi lông này nó tạo ra những cái hàng cây giống như cái rừng cây nó ngăn chặn những cái tia nhìn của chúng ta và những cái sợi lông ấy nó hấp thụ ánh sáng nó làm cho cái màu trên cái bề mặt tấm vải nó bạc đi nó nhạt hơn và trong 3 max nó có một cái map nó gọi là phone up nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra cái hiệu ứng đó Khi mà nhìn trực diện Run đúng không? Và khi nhìn nghiêng Sai Mặc định thì nó cho chúng ta sử dụng cái màu đen và trắng này Tất nhiên là các bạn cũng có thể thay đổi màu sắc cho nó Ví dụ trực diện là màu đỏ Nhìn nghiêng tôi sẽ có màu xanh lá cây. Và chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cái độ suy giảm của những cái polygon trực diện ở mắt chúng ta và những cái polygon mà nó nghiêng nghiêng. Nghĩa là cái vector phát tuyến gần như nó vuông góc với cái tia nhìn. Bằng cái mix curve này đúng không? Cái này trước tôi nói rồi. Chọn bây giờ kéo dưới đẩy ở đây. Tôi đang ép tất cả những cái polygon nào mà trực diện mắt chúng ta hơi trực diện mắt chúng ta nó đều phải sử dụng cái màu front này ép tiếp ở trong trường hợp này các bạn sẽ nhận ra chỉ có những cái polygon nào nó thực sự nằm ngang nghĩa là cái vector phân tuyến của vuông góc mắt này xem thì nó mới mang cái sắc thái màu xanh lá cây giống như phần trên này đó hay phần rear phần mép của cái mặt ghế sofa này các bạn hoàn toàn kiểm soát nó bằng cách điều chỉnh cái mic curve này rất đơn giản tôi sẽ sử dụng cái giá trị mic curve này ngay lập tức các bạn có thể nhận ra chúng ta đang tiến rất gần tới cách làm vật liệu ra cái chất liệu vải cô trực diện thì màu tương đối sậm nhìn nhìn nghiêng nghiêng thì thấy nó hơi bạc đi nó hơi nhạt đi Tất nhiên ở đây tôi sẽ không sử dụng cái màu này. Chúng ta sẽ sử dụng cái texture ở cái chỗ nô map. Và texture đó chính là những cái texture kiểu như này. Tôi sẽ vào lại cái bài 123. Vào bộ này. Lấy cái texture này luôn. Khá là đẹp. Nó có cả cái map. nó màu map luôn. Để cho các bạn sử dụng trên kinh băng. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cái texture này. Đấy, có cả cái map Glossiness và, và cái kênh Roundit đấy. Nhưng mà chúng ta chả bao giờ dùng mấy cái này. Bởi vì sử dụng phone hợp đâu có cần. Nhưng mấy cái này là hơi thừa. Tôi sẽ cầm cái ảnh này ném vào đây. Sử dụng cái texture này. Trên cái màu front này. Đồng thời sai luôn. Nhưng mà khi mà làm như này ấy, thì nó chả có tác dụng gì hết. Bởi vì trực diện chúng ta chỉ thấy cái texture này Và nhìn nghiêng chúng ta cũng chỉ thấy cái texture này Các bạn sẽ không thấy nó bạc màu đi Ở những cái polygon mà nghiêng nghiêng được chưa? Nên do đó ở đây chúng ta sẽ phải pha Pha cái texture này Với cái giá trị màu trắng ở đây Ok, em tôi sẽ lưu cái ảnh lại đã. Kế tiếp tôi sẽ pha ở đây 10. Nghĩa là sử dụng 10% cái giá trị texture này với 90% cái giá trị màu trắng. Rồi. Set B A A B trường hợp pha các bạn đã thấy rằng khi mà nhìn trực diện cái bề mặt này màu nó vẫn tương đối là sậm nhưng mà hơi nghiêng nghiêng cái là màu nó bạc đi luôn nhìn bắt đầu giống như cổ tông rồi thì hiện tại nó đang hơi bạc và cái vết bạc nó nó loang hơi rộng đây là tôi sẽ kiểm soát ở cái mic khớp này ép nó xuống đây luôn thì khi ép như vậy chỉ có những cái polygon nào ấy mà nó thực sự vuông góc với mắt chúng ta nghĩa là cái vector phát tuyến ấy, nó vuông góc với tia nhìn thì nó mới bạc đi còn những cái polygon nào nó tương đối trực diện mắt chúng ta thì nó vẫn giữ được cái màu sắc ban đầu để cái này là ba đi cho dễ hình dung hiện được cái kết quả như này lưu lại set b trường hợp đầu tiên không có hòa trộn gì hết. A này, B này. Đó. Thì nó khá là thật. Trường hợp vừa chỉnh, chúng ta thấy được cái kết quả trông nó thật hơn, sát với thực tế hơn. Rồi. Tôi sẽ thêm cho nó thành phần băm. Copy xuống. cầm cái map nó một map này kéo vào đây và tôi sẽ phải sử dụng nó thông qua Corona Normal kéo rồi đây S gamma base tăng cường thêm chút nữa Các bạn có thể chỉnh cái trang ở đây luôn. Rồi, tôi cảm nhận thấy cái bề mặt nó hơi lợn cợn. Store nó luôn. B này. Đó. Bởi vì cái chi tiết nó quá nhỏ, các bạn sẽ phải tình ý thì mới sẽ thấy. với chất liệu vải đấy màu nó hơi sậm cái tông màu nó hơi trầm thì những cái vết bạc này các bạn quan sát cũng khá là dễ nhưng mà để tạo ra cái hiệu ứng nó bạc phích trên cái bề mặt này thì cũng được nhưng nhìn nó giả lắm để chưa với những cái chất liệu vải cotton mà nó sáng màu thì các bạn sẽ thấy cái hiệu ứng trên cái bề mặt này nó sáng nó trắng dễ hơn ok tôi sẽ copy cái này sang đây trong bài số 123 tôi có vào cái file này 2652 thấy cái này cũng hay hay rất là nhanh chóng tôi chỉ cần thay cho nó cái map này thôi 1 băm gắn yeah. Rồi, cái map normal rất là ngon Như thật luôn Tôi sẽ để cái trang này một thôi Ok Tôi sẽ lưu cái ảnh này lại Trong này nó có một số những cái map để Các bạn có thể sử dụng Trường hợp mà không có cái map normal Đó Copy trong đây Cầm này quăng sang đây Quăng vào base bump Nhìn chung thì cũng được Nhưng mà không ngon mà cái map nó màu băm rồi thôi Tăng cái băm lên 4 lần So sánh này Normal này Băm này Thực ra cái map băm này cũng ngon Lý do là các bạn có thể thấy rằng nó rất là chi tiết, cái này về xuất từ phần mềm ra, từ những cái vết sậm đen này tới những vết nhạt nhạt dần này, cái này nó giống như kiểu đưa máy CNC cắt, này. cũng một chín một với cái map nó một băm này Ok, ở đây nếu mà các bạn muốn nó sáng màu hơn nữa, chúng ta sẽ chỉnh cái khớp này, cho cái đoạn này nó dài ra, để nó có độ chuyển rộng hơn. Để này corner Chỉnh lại một chút Cái màu này nó phải sậm đi cơ Thì mới dễ quan sát Tao có thể sử dụng cho nó cái Corona Color Correct Vào đây Vào đây 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 Cho nó tối đi Ok, nhìn rất là thật à. Trường hợp mà các bạn muốn đặc tả cái kiểu những cái sợi lông này, thấy rõ lông luôn. Thì đồng nghĩa việc chúng ta sẽ phải vẽ ra những cái sợi lông thực sự. Cái này chúng ta sẽ trao đổi với nhau sau. Nó có cái modify vẽ lông trong 3DS Max. Ok, thời gian cũng dài rồi. Và các bạn có thể thấy vật liệu cô tông rất là dễ làm đúng không? Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bài kế tiếp.